em cũng khoái lắm. Dạ, tao hồi nó là ăn uống, mới ngồi ăn thì ngồi kế anh này luôn. Ảnh làm băm cho em, người dao mà mập như heo. Trời ơi, mày cổ có giật ra không? Không, thấy chắc mình như phê lắm, để luôn. Dạ. Rồi cái độ phê đó kéo dài bao lâu? Chắc cũng tiếng mấy. Trời ơi. Về thì tối á, nhiều khi nằm được em xíu cái hồi ra cái anh ra ngoài xíu, ngủ ngoài luôn à. Ngủ người ta dùng chai, đứa thì nhìn gái không nhìn, không nhìn xe. Giờ ông đâu dưới không vậy nè. Ba nhìn xe vậy em lại đỡ hơn đúng không? Gặp gái là chê rồi ăn mặc cái gớm vậy nè, mà nhìn xe là bây giờ đối tượng của em ghen là cái xe đó. Dạ, không phải con người đó. Em tên là Phan Hà Thắng Lợi. À. Hôm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là sửa xe. Sửa xe ô tô hay là xe máy? Xe 67 cũ anh. Ồ, 67 cũ đó phải không? Rồi. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo. Em nay em 23 tuổi. Trước là em mới làm bánh mà em mới vừa nghỉ. Làm bánh gì? Dạ, em làm bánh kem ạ. Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, 1 năm 4 tháng. Hai bạn gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Cách đây là 8 năm. Là do anh kết nghĩa của em là bạn thân của anh này. Sinh nhật của em gái anh này thì chở vô để ăn. Thì em nghe ăn thì em cũng khoái lắm. Dạ, tao hồi em rất là ăn uống. Mới ngồi ăn thì ngồi kế anh này luôn. Ảnh làm băm chê em. Người đâu mà mập như heo. Trời ơi. Ủa mà chê với ai em? Cái đó là coi giống như là mình chỉ nghĩ trong đầu thôi. Ừ, chỉ là mình nghĩ trong đầu á, nói ủa con nhỏ này đâu tới mà nó mập dữ vậy trời, mập như heo. Mình nghĩ vậy thôi, tới đâu mình buộc miệng mình lẩm bẩm mình nói ra luôn. Rồi em nghe nói câu đó cái cơn em sao? Em đi học á rất là ghét ai ghẹo em như vậy. Xong lúc đó em mới bấu tay nát luôn, chảy máu luôn. Dạ. Em nói là sao nói tôi vậy, cũng trả lời luôn. Ủa mà mập thiệt, tao nói mập. Mai là bấu chứ lấy nguyên chén nước mắm tạt cho người ổng rồi. Trời ơi, mấy tuần sau luôn á, cô này nhắn tin tới rủ đi uống cà phê. Nhưng mà lý do gì mà em nhắn tin cho bạn này? Em ghét bạn đó rồi. Thì, đây, cái cũng ghét cái vụ mà chọc em quá đi, em muốn cua cho bỏ ghét vậy. Ghét. Dạ. Cuối cùng là dính đúng không? Dạ. Thì lấy xe ra chạy đi xuống dưới, chở con này vô quán cà phê bờ sông. Vô tới nơi rồi làm gì cứ đeo tay, mình nghĩ trong đầu con lẽ nhỏ này nó có ghẻ không phải. Em thấy đeo cái bao tay ghét, mình mới đè mình giật hết cái bao tay. Tối luôn cũng nắm tay được rồi, xong rồi chở cổ về trường. Thì mình bỏ cái bao tay trong túi, mình cũng đâu có nhớ đâu. Đi về nhà cái ngồi gờ gờ sao thấy gì cộm cộm rút ra quăng luôn. Bữa hôm sau cổ nhắn tin họ kêu trả là cái bao tay. Mình nhớ lại. Mình nói nhớ là anh giờ lỡ anh giục rồi. Thôi để có gì chiều tối anh chở em đi uống cà phê đàn. Nhưng mà trong đầu đó không có nghĩ chở uống cà phê, nói vậy thôi chứ đâu chở. Đi chở thì làm gì? Chở đi vòng vô mấy cái khu mà ngay chỗ đèn sáng, cái chỗ đèn tối á. Dạ, chở vô đèn tối. Dạ đúng rồi, anh hồi đầu tiên anh cứ chở vòng em á. Ủa đi kêu hẹn đi cà phê, chả bao tay mà sao không thấy. Hồi chở vô khu tới thu em. Em nhìn em cũng ớn ớn, chỗ sáng không đứng chỗ hông. Đứng ở cái bụi cây nữa chứ. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Cái gạt chống đứng lên cái kêu ngồi đi chơi đi, rồi chút nữa anh chở đi uống nước. Chở gì? Đó thì dần chống đứng xe lên, leo lên ngồi, cổ ngồi trước mình ngồi á, sao á. Mình nắm tay, mà nắm tay không thấy động đậy gì hết rồi mình biết rồi là... Đúng rồi! Diễu đen thôi! Anh muốn hỏi, sao mình nắm tay là gì? Thì mình tiến tới mình hôn, thấy cổ hôn quýnh mình là biết là được rồi. Hôn đâu? Đi hôn má. Hôn má? Xong rồi tới hôn miệng. Vậy là tới. Rồi cổ có giật ra không? Không, thấy chắc hình như phê lắm, để luôn. Dạ. Rồi cái độ phê đó kéo dài bao lâu? Chắc cũng tiếng mấy. Trời ơi. Xin hư đồ hết bị nơi. Trời đất ơi, hung gì mà một tiếng em mấy ơi, vậy trời. Em hôn một tiếng rưỡi mà nó có nghỉ giải lao không? Ê, có chứ anh, chẳng phải chơi đâu mà chục tiếng mấy. Cách 5-10 phút mình nghỉ thôi, mình làm tiếp. Vậy là gì? Cứ 5-10 phút là bung ra để mà lấy hơn. Lấy hơi đó, rồi xong rồi tiếp luôn. Rồi sau cái bữa đó rồi có cho đi uống nước không? Dạ không. Kêu thôi tối rồi về đi, không mẹ em la giờ á, rồi chở em về. Trời ơi, bữa ông lời quá mày. Thì mình được dịp mình phải làm chứ, để không vụt mất làm sao. Đó là lần đầu tiên em được hôn đúng không? Dạ đúng rồi. Sao em thấy sao? Em thấy sao? Chia sẻ coi. Như cũng đẩy ra nhưng mà ông cứ tiến tới, ông cứ tấn công quá, xong cái giống như bị vô mê hùng trận á. Em để luôn. Rồi kể từ đó là hai bạn chính thức yêu nhau. Dạ, có tính có chia tay lần nào? Chắc cũng cả chục lần á. Nó giống như là chia tay nhiều lần nhỏ, rồi có một lần là
lớn nhất là lúc mà quen gần một năm á, đùng một cái anh cũng không liên lạc gì với mình hết, nhắn tin cũng không trả lời, rồi điện cũng không bắt máy, em cũng không biết chuyện gì nữa. Tại vì khi mà quen cô này á, lúc đó là muốn quen cho vui thôi, tại vì lúc đó là quen người ấm ấm mà hôm nay có cái gu mập vô giống như luồn gió mới thổi vô cái mình quen thử. Thế rồi tại mấy lần chở cổ đi mà nói chung là đi chơi với mấy ông bên hội xe 67 mà lớn không à, cổ có nói chuyện gì ai ghẹo cổ cứ nghe răng cừ rồi không à, thôi điệu này không hợp rồi, thôi nín thinh làm thinh để chia tay cho nó dễ. Mà con nít quá gần như con nít quá, nhưng mà vậy thì không có nói cho mình biết, cứ im vậy. Em nhắn tin thôi chia tay đi, nhắn là một chữ ừ không xong xong rồi sau đó là quen mấy nhỏ lớn hơn đúng không? Sau đó là mấy năm á, hai năm mấy á, có một đợt á là của... không có gặp, lúc đó bỏ luôn số điện thoại rồi, sợ quá bỏ luôn, không dám giữ xài nữa. Đâu có thằng bạn thân, cái nó cho số cho cô này. Bữa sáng hôm đó là 14 tháng 2, về đang nằm cô này nhắn tin tới chúc anh sinh nhật vui vẻ mau có vợ. Mình mới cầm điện thoại lên mình mới nghĩ con điên rồi đi trời. cái mới nhắn tin, ủa hỏi ai vậy, cô đang nhắn tin lời em Thảo nè. Ủa Thảo nào, người ta quen nhiều quá cũng không nhớ Thảo nào, mình không nói thiệt cái luôn. Nhắn qua nhắn lại cái chút xíu nữa nhắn tin là gì giờ ước gì có em giận ở đây. Có xuất hiện không? Không, cô này nhắn tin lại nói vậy bữa nào mình đi uống cà phê. Rồi xong cuối cùng lúc ra có ra không? Dạ có, nói chung tình cảm thì vẫn có chút gì đó với anh này. Thì lúc đó nói chung em muốn cảnh thấy được cái hình ảnh bây giờ của em. Rồi sao lúc đó sốc là sao, mập hơn hả? Không, ba năm sau gặp lại á thì ghét nhất con gái là con gái mà mặt rách. Cái nhất á là mặt rách, cái thứ hai là mặc áo hở hang mà nhìn xuyên qua tới bên trong em ghét nữa. Móng tay sơn lòe lạc là em ghét lắm. Cô này xuất hiện y chang chăm chăm đi luôn. Mình đứng từ xa mình nghĩ nữa, rồi nó điên nữa rồi, nó điên gì nữa rồi, làm tất cả những cái gì mà nói chung là đối lập lại với em, giống như là ngày xưa em ghét cái gì là làm cái đó, làm những cái gì mà em ghét nhất đó. Đúng rồi. Chẳng lẽ giờ có cái gói kia bên cạnh, lẽ giờ lấy cái gói vọng vô mặt cho cái cho bỏ ghét, nhưng lúc đó bực lắm kìa. Nhưng mà anh hỏi nè, có phải em cố tình em làm như vậy để mà chọc tức ông nào? Dạ đúng rồi, em cố tình, tại vì em lửa nào mà rách nhất, mỏng nhất, rồi em là cái mặt em đậm nhất. Tại vì em biết ghét cái kiểu đó. Em muốn cho thấy là cái hình ảnh bây giờ không phải là đứa nít như hồi xưa nữa. Ủa nhưng mà ghét như vậy và cố tình chọc điên như vậy thì sao lại dính? Anh này chắc thấy vậy khoái sao á, tại vì nếu mà nhìn chung quy thì lúc đó em cũng đẹp hơn cái lúc mà chia tay ảnh. Lúc đó nghĩa là hết hình, nó không còn là hình cái dáng là thịt kho hột vịt nữa rồi đúng không? Đó thì đừng cái là tươi hơn ngày xưa nhiều, biết chăm chút hơn nhiều. Nghĩ sao mà em quyết định lấy? Cảm thấy cái tính cô này á bây giờ khác xưa nhiều lắm, hiểu mình nhiều lắm. Mình nói ra, mình không kịp nói ra thì cô này đã hiểu rồi. Qua lại thì gia đình hai bên thì muốn nói chung là tại thấy tối ngày đi qua nhà bên kia ăn cơm cũng ăn ở bển, uống nước cũng uống ở bển, tới 12 giờ khuya mới về nhà. Thì mới kêu thôi qua hỏi cưới luôn. Thì lúc mà hai bên qua nhà đó, khi mà bước vô tới nhà thì hai bên mới gặp mặt nhau, thì mới nhận ra nhau là ngày xưa là anh em bạn bè đồ của nhau luôn, hai bên gia đình luôn. Cái nhân duyên đó. Vậy thì bây giờ sau khi cưới nhau về rồi, tính xấu nó có lòi ra không? Nhiều lắm. Trời ơi, lòi nhiều quá lắm. Nhiều hả? Ưu tiên cho kể trước đó. Vợ mà đi làm về rồi đó, đồ đạc quăng tứ lung tung trong phòng á, chén cơm mà ăn xong hết vẫn còn để nguyên đó luôn. Mình tức tới nỗi mình đóng cửa cái rầm luôn, cái là cổ mới giật mình mới biết là có mình hiện diện ở đó đó. Giống như mình người tàn hình vậy. Có nghĩa là vô tâm còn nít mà đúng không? Rồi còn gì nữa không? Rồi thứ hai là hỏi nhiều câu vu vơ với bớ vẩn. Ví dụ anh ơi, tại sao chiếc xe nó gọi là 67? Ủa anh, cho con chim đó nó màu xanh. sao chiếc xe đó nó chạy được vậy anh? Rồi sao cô đó cô leo lên trên lầu đó được anh? Hỏi nhiều câu chứ. Trả lời được không? Không, em trả lời đâu có được anh đâu. Anh kêu đi lên hỏi người ta đi. Đó là cái tính rất là dễ thương đúng không? Mà đôi khi nhức đầu lắm. Rồi con nít nó hỏi dữ lắm, em ơi, hỏi tới tận cùng cái nào mình trả lời được nó mới ngưng. Rồi, tới phiên em anh Thảo. Anh mê xe tối á, nhiều khi nằm được với em xíu cái hồi ra cái anh ra ngoài xíu ngủ ngoài luôn à. Ngủ xe luôn à. Rồi trốn ra ngoài vài gì rồi sao? Thì lỡ lúc mà cổ ngủ say thì là say á. Cái mình có khi nào mà trốn mà trong lúc bà vẫn còn thức không? Có chứ, bị bắt hoài á. Bắt còn có nhốt trong phòng luôn. Nhốt phòng luôn, còn có làm gì không? Nhiều.
Hai đứa mà trốn ra ngoài hoài mà trong khi vợ lại trẻ trung như thế này, có sợ tuổi cao sức yếu không? Không, sao sợ nó được. Chỉ là quen ngày xưa, tại ngày xưa mà chưa có vợ là lúc nào xe làm xong xuôi hết, tức mình dựng đó là mình văng vọng kế bên mình nằm ngủ riết quen rồi, giống như giờ là cái tính vậy. Sao có khi nào mê xe hơn mê vợ không trời? Ngày xưa mà chưa có vợ thì có cái vụ đó rồi đó. Bây giờ đang ngang hỏi tầm chứ không ai hơn ai hết trơn á. Vậy đó hả? Dạ, 50-50 luôn. Người ta dùng trai đứa thì nhìn gái không nhìn, không nhìn xe. Giờ đâu dưới không vậy nè. Mà nhìn xe vậy em lại đỡ hơn đúng không? Gặp gái là chê rồi ăn mặc cái gốm vậy nọ, mà nhìn xe là như vậy đối tượng của em ghen là cái xe đó. Đúng dạ. Không phải con người đó. Có ghế điện máy không nội? Có nói vậy nè, ông mà ra ngủ dưới xe nữa tối tôi vác đồ ra tôi đốt hết luôn vậy. Sợ. Em muốn là ngủ với em nhiều hơn. Được. Em bớt ngủ với xe đi phải không? Dạ. À, 67 á, né ra đi. Tới Thắng Lợi muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt nói nhiều với lại bớt lười biếng rồi với lại đừng hỏi nhiều câu của em trả lời cũng được. Tại vì cái tính ảnh ấy như là ít quan tâm tới em á, nhiều khi ảnh mê coi theo trong điện thoại á. Khi em nói chuyện nó không có màn tới vậy. Em muốn nói để cho anh nói chuyện với mình gây sự chú ý vậy. Thì bây giờ vậy nè em, dễ lắm, giờ thỏa thuận đi. Thì em cứ canh ví dụ như khuya thì 11 giờ cho tới 12 giờ là cái giờ phút đó là anh phải để dành cho em. Rồi sau 12 giờ em ngủ rồi anh muốn ra xe đó chuyện của anh. Còn những cái mà chồng em đam mê cái chuyện mà phải coi xe đó là cái nghiệp đam mê nghề nghiệp rồi. Chẳng thà em để mê bà 67 đi còn hơn là mê cái bà nào đó. 78 hả? Đúng không? Ừ. Còn kệ em mà muốn cho vợ em bớt hỏi những câu vu vơ đó ha. Có con sau này tự vợ em sẽ phải trả lời cho con em những cái câu vu vơ thế để nó biết thấy cảnh là thế nào. À, thấy chưa? Cảm ơn tụi em. Rồi, cảm ơn Thắng Lợi với Phê Thảo. Dạ. Em tên là Tôn Thọ Anh Khoa, năm nay 31 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Còn cưng. Dạ. Dạ, em tên là Hồ Thị Thanh Tuyền, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên hành chánh. Người làm IT, một người làm bên hành chánh. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Xưa em làm bên công ty cũ của em á, hôm đó vô tình em đi ngang qua cái phòng tiếp tân, em thấy có một cô gái đứng khép nép, hơi e thẹn. Em mới đứng trố mắt em nhìn cái chị tiếp tân cười, chị nói là cái gì nhìn dữ vậy? Em chồng chị đó có thích nó không? Để chị giới thiệu cho. Em có ấn tượng gì về chồng em lúc đó không? Lúc đó là em cũng vừa mới chuyển vô. Em thì làm kế toán mà lại ngồi ở ngay bộ phận của hàng ghế tiếp tân đầu. Ra vô ra vào cứ toàn mấy anh nam cho nên em đâu có dám cúi mặt lên đâu. Em chỉ ngồi xuống để mà ghi chép chép thôi. Cho nên có anh nào nhìn em cũng không có để ý tới. Nên là không để ý ông này luôn. Dạ, em cũng không để ý tới luôn. Khi nào thì mới để ý? Tình yêu của tụi em thì cũng hơi chắc chở. Tại vì em cũng không để ý ảnh trong suốt thời gian làm ở công ty luôn. Mà lại em lại quen với lại một anh đồng nghiệp khác. Vậy là những người hiểu là đơn phương phải không? Dạ đơn phương. Mà thật sự là em có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em thích cái mô típ phụ nữ là e ấp, e thẹn và đứng sát góc giống như là cần một cái ai đó bảo vệ nữa. Bây giờ em vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh đó. Vậy thì chồng em đó yêu đơn phương em bao lâu? 3 năm chồng em yêu đơn phương em. Mà em có biết không? Em chỉ biết là ảnh có cảm tình thôi, chứ em không có biết là ảnh lại thương mình nhiều đến như thế. Trong thời gian em yêu anh kia đó, mỗi khi có chuyện buồn hay là có những cái gì mà cần chia sẻ thì em lại chia sẻ với anh này. Tụi em hoàn toàn không có gặp nhau, mà chỉ là chat với lại điện thoại thôi. Trong cái thời gian đó thì em vô tình nghe được cái câu chuyện cô ấy đã chấp nhận tình yêu của một cái anh đồng nghiệp ở trong cơ quan. Lúc đó thật sự rất là buồn, mà lúc đó mình yêu đơn phương đâu có thể nào mà cho người khác biết được. Niềm đau chôn giấu, mối tình câm lặng. Chừng một năm thì ảnh lại chuyển qua bên cơ quan khác, cho nên là tụi em cũng không có liên lạc hay là gặp mặt nhau, mà là chỉ là trao đổi qua Yahoo. Khi em hoàn toàn chính thức chia tay với anh kia luôn, 3 tháng sau, em nhớ hôm đó là ngày rằm Trung thu, rồi anh ấy mới gọi điện đến nói hôm nay em có rảnh không. Lúc đó thì cô ấy rất là buồn, thường ở nhà, và em có nhắn tin, em gọi điện rủ cô ấy đi chơi lồng đèn không. Dạ. Nãy giờ đó họ nói là họ đi chơi, là họ chưa kể cái vấn đề là tỏ tình khi nào. Em thì lại không có được diễm phúc như những cô gái khác, em không có nhận được lời tỏ tình, thậm chí là cầu hôn em cũng không có luôn. Thật sự là em là con trai cả trong gia đình, ba mẹ thì cũng hối, em có dẫn cô ấy về mấy lần thì ba mẹ cũng biết, chắc ba mẹ cũng chấm. Ba mẹ điện thoại lên tuần này thứ bảy ba lên nhà của cô ấy tìm hiểu về gia cảnh gia đình có gì thì khi em và ba mẹ đứng ở ngoài đón, thấy bác trai bước từ xin xe xuống rồi lại khệ nệ, nào trà, nào rượu, nào bánh.
cái mẹ cũng ngỡ ngàng rồi, cũng không nghĩ là cái lễ dạm ngõ gì hết. Cái nói là ở dưới nhà trai cũng đã chấm được cái ngày này rồi, rồi bây giờ trình ra để coi bên chị coi có được không, để cho hai đứa nhỏ nó tiến tới. Em cũng lớn rồi là em cũng chẳng có chuẩn bị được gì hết, cho nên chỉ người lớn nói sao thì mình làm vậy thôi. Rồi sau khi mà hai bên lấy nhau rồi, có cái điều gì mà em không hài lòng ở vợ mình không? Em bất ngờ lắm, nó giờ rất là bất ngờ. Bà xã em hay giận lắm, mà giận cái là xách ly về nhà. Tức là sao? Mỗi lần mà phải giận hờn cái là phải có mẹ cái bên. Sáng dậy thấy không có đồ ăn sáng là em biết đang giận. Gọi điện hay nó gì nữa cũng không bắt máy. Tối nhắn tin em đang ở nhà mẹ, tối nay ngủ với mẹ. Thấy dụ mẹ có hỏi, anh nói là đi công tác. Có cái chuyện gì mà chồng em khiến cho em là giận dữ dội không? Hôm đó là em đi làm về bị đụng xe, xây xát ở chân cũng bị chảy máu. Khi về đến nhà rồi, cái em mới gọi điện cho chồng em. Cái ảnh cũng hỏi em là có sao không em, có cần anh về liền không? Đương nhiên là khi em đã gọi đến thì tâm lý mình cũng muốn là chồng mình sẽ về liền với mình. Nhưng mà chẳng lẽ nói về liền đi anh thì như thế cũng không được. Cho nên em nói dạ thì anh cứ từ từ mà về. Với lại khi về là nhớ mua giùm em cây bông gòn với lại thuốc đỏ. Không ngờ thì ảnh lại dây dưa với bạn bè. Ủa sao dây dưa ngay? Thì em có nhắn tin cho vợ em, anh đang ở ngoài, em về ăn cơm trước, đừng đợi anh. 6 giờ thì em nhận được điện thoại của vợ em. Trong bàn tiệc đó có mấy đồng nghiệp. Rồi mày chắc nghe điện thoại của vợ là dạ, dịu cơ, cái là mày về liền phải không? Bị đồng nghiệp kích anh nói đâu có, ở đây chơi với tụi bay chừng nào tụi bay về tao mới về thôi. Đàn ông nó là người hay chết vì những cái kích bác của bạn bè đó. Em thì cứ ngỡ là ảnh cũng sẽ trong vòng 15 hay 20 phút là ảnh sẽ về với mình. Ngồi đợi hoài mà càng nhìn nước mắt nó càng chảy xuống. Em cảm thấy tủi lắm. Em nhìn cũng thấy 9-10 giờ hơn mà anh cũng chưa về. Càng đợi mình lại càng tức. Đến khi ảnh về đến nhà rồi, nghe cái mùi bia, mùi rượu, em qua phòng kế bên, em khóa cửa ngủ luôn. Nhưng mà trước khi qua thì em cũng đã chuẩn bị một cái vali. Em nói chắc chuyến này cho anh đi công tác 1 tháng luôn cho rồi. Là đúng tháng không? Thường là bà xã em mới giận. Ở bên nhà mẹ chừng 2 hôm là về. Mà hôm thứ năm và thứ sáu em cũng không thấy về. Cái thứ bảy em lấy đồ ba ly về Long An mình. Vợ nhắn tin đòi ly dị nữa. Cái căng quá em về em mới thưa thiệt với ba là xưa hai đứa giận nhau hoài luôn mà con không có đi công tác ở đâu hết đó. Hỏi thằng giận là vợ con mới về bên mẹ ngủ bệnh á, con ngủ đây mình à. Hôm đó cái em cũng cảm thấy là ảnh cũng không có thèm lo lắng gì tới cho mình. Em cũng mới nhắn tin cho ba chồng em luôn. Xin lỗi cha mẹ, tại con cũng chưa có làm tròn phận nhau. Đi lại chuyến này chắc tụi con không thể nào mà sống chung với nhau nữa. Ông xã con không có thương con bị đụng xe gì mà anh cũng không có quan tâm. Cho nên chắc con xin ba mẹ cho hai con được ly dị. Khi nhận tin đó, ba cũng nói là thôi để tuần sau đi, con về đây rồi ba mẹ có chuyện nói với con. Và tuần sau thì khi chồng em đưa em về, ba mẹ mới nói là vợ chồng thì cũng là nghĩa trọn đời. Với lại không phải là ngày 1, ngày 2. Ly dị là hai từ tốt kỵ nhất mà những cặp vợ chồng mà mình nói đến. Đúng rồi. Ừ. Quá là hay, cái chân lý của ba chồng quá là hay luôn. Dạ. Em thấy cái gì ở chồng em mà em bị bất ngờ sau khi về ở chung với ảnh? Nhìn vẻ ngoài của ảnh thì ảnh rất là hiền, thật thà nữa. Nên em nghĩ chắc là ảnh cũng thương vợ đồ nhiều lắm, với lại nhẹ nhàng đồ. Nhưng mà thật sự em rất là bất ngờ vì cái tính của ảnh. Sau này về ở chung thì ảnh rất là nóng tính luôn. Nhất mọi việc là em đều phải nghe theo ảnh hết luôn. Thậm chí là chỉ đồ đạc trong nhà như tủ hay là cái gì á, thì ảnh đã nói bên đây thì mình phải để bên đây, mình để bên kia thì không có vừa ý thì ảnh cũng không chịu luôn. Mà khi làm không chịu thì ảnh rất là lớn tiếng. Bất ngờ tiêu cực vậy. Dạ. Còn em có bất ngờ gì bà xã em? Mà bà em bớt cái tính giận hờn lại tí. Lúc mà mình giận đừng có đi về mẹ nữa. Em thì muốn là ảnh gọn gàng hơn. Ảnh rất là cẩu thả, lau nhà đó. Nguyên căn nhà vậy mà ảnh chỉ xả có một cây lau nhà. Rồi ảnh lại đẩy từ đằng trước xuống hết đằng sau luôn. Khi em nhìn tới thì quả mai lại đi xả thêm lần nữa. Còn không thì cứ Ali Hop cứ đẩy hết nguyên căn nhà. Nhưng mà như thế thì lau chẳng có thấy sạch sẽ đâu mà nó lại càng dơ thêm nữa. Thêm nữa là em chỉ muốn ảnh bớt đi cái tính nóng giận. Nóng giận ảnh hay quát nạt hay ảnh có biểu hiện gì không? Khi mà ảnh giận hay là gì cái anh lại sụ cái mặt xuống. Có cái mặt sụ sao đâu. Coi như là sau khi mà quát lên xong rồi mặt gì nữa. Dạ. Thường người ta nói là đàn ông mà làm IT thì rất là khô khan. Em có muốn chồng em hết khô khan không? Em đã không nhận được lời tỏ tình cũng như là cầu hôn thì em cũng không có nhận được. Thậm chí là sinh nhật của em anh ấy cũng không có tặng quà, cũng không có tặng hoa gì hết. Ảnh hỏi em thích cái gì thì ảnh lại đưa cho em một cái bao, trong đó có sẵn là tiền trong đó luôn. Em thích thì em cứ đi nhiều chứ anh không có tặng cho em cái gì hết.
Thế là... em đã tặng cho chồng em cái gì chưa? Em thì rất là lãng mạn, sinh nhật ảnh thì em cũng mua đồ bài sẵn, rồi em lại chọn nhạc. Khi ảnh vừa bước vào thì em lại mở cái nhạc lên. Quà thì đương nhiên lúc nào em cũng có rồi, nhưng mà trái lại thì em lại không có nhận được cái sự lãng mạn. Chỉ có đi mà không có lại. Dạ đúng rồi. Ông bà mình nói là cái này là không được lại quả đó. Tiếp xúc với nhiều các cặp vợ chồng son á, chị thấy có những đôi vợ chồng họ có những cái giao ước với nhau rất là hay. Như là họ giao ước trước khi cưới, giận mấy thì giận vẫn phải ngủ chung giường, đắp chung một cái mền. Mình nằm kế bên vợ mình hay bên chồng mình á, cơn giận nó qua rất là nhanh. Chị nghĩ là sau đây tụi em nên về có một cái quy ước mới trong cái quan hệ vợ chồng. Ở đây á thì chị thấy cái người mà cần phải sửa nhiều là em đó. Đúng. Anh mong mỏi là sau chương trình này em sẽ lãng mạn hơn một tí để yêu thương nó sẽ dài lâu hơn và hai vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn. Vâng, xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ rồi. Vâng, là anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Ừ, chào Trung. Dạ. Trung đang làm cái gì con? Dạ, đang làm cơ quan của nhà nước. Dạ. Trung đang là ở quận mấy? Dạ, Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không? Dạ gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy dạ. Hả? À. Có phường 11 của cô không? Dạ con ở phường 4. Có qua sân khấu phương... Có qua sân khấu cô coi không? Dạ, cũng có. Tại họ nghỉ này kia là qua bệnh không á. Ừ. Rồi. Thôi mời. Dạ. Con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Con tên là Nguyễn Thị Kim Đính. Kim Đính. Dạ, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là... Dạ. Trong quận mình luôn? Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con làm chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó con. Là cái trường Home In Kids. Dạ, bây giờ nghỉ rồi cô. Nghỉ rồi. Dạ đó. Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Vậy hả? Ừ. Ê, rồi à, vậy thì chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường đó, ở quận, cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau đúng không? Dạ. Đúng. Hay không? Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm, trúng đà luôn. Đậm đà luôn. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Ừ. Trúng lần. Ừ. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ, thời điểm đó là đang là mùa hè xanh. Ừ. Dịch đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Yeah. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. À. Tức là quen em trai biết, hay là em gái? Em gái. Em gái quen em. Quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em là giống như là thiếu nhi của khu phố. À. Thì mới quen. Thì mới dùng cái mùa đó là đang làm lễ chiến dịch mùa xanh mới mời. Tức là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Không con, thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Thời nhỏ quá hả? Thời nhỏ con nhỏ quá đúng không? Hồi bây giờ là mập đó chứ. Ờ, chứ sao thời điểm đó có ốm. Mà lúc đó em nhiêu tuổi? Nhi á, nghĩ thiếu nhi. Dạ, mới có 20 tuổi à. 20 tuổi. Thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn tam tử ta thiếu mà nhi. Mà ổng làm như là ổng lớn lắm. Không vậy phải, đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm. Ổng dậy thì sớm. Ổng cao to nữa. Ôi, lúc đó em có 42 kg à. Ừ. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42 kg. Mà ổng chồng, xíu. Ông chồng lúc đó chồng mét 8 không? Dạ mét 8. Đó. Ổng cao hơn có 30cm có nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhiều. Ờ vậy đó hả? Rồi. Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường. Chưa cái ngày đó là chưa có ấn tượng, chưa ấn tượng gì hết đó. Nói chung là hai bạn, bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi, thấy không, là đây chú dẫn đi chơi đúng không, còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Ừ đó. Sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là đang đi. Cũng lâu quá. Chà chị ơi con. 2 tuần lễ luôn. Trời, 2 tuần dữ lắm á, 2 tuần là 14 ngày á.
Quen là quen làm sao không? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi, mà cái ngày đó ảnh á, thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi, thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa hè xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa hè xanh mình thấy cũng thích rồi, thôi cài dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy. Rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì chương trình gì. Rồi thì con cũng làm theo vậy á. Sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu, thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói, tối nay anh lên trễ có gì em á lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy bạn nhỏ. Xong rồi thì lúc đó thì con cũng lo, xong rồi tối anh cũng lên, anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử rồi sao, thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con. Anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng. Tự nhiên tim đập nó giống như là người nó nắp trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng. Tức là ngộ ha, con người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu. Đó. Sao lạ lùng vậy? Ủa, nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? À, thời điểm nó tóc dài. Mà mướt. Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé, hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích thích rồi? Dạ đúng rồi. Là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì khoái đi chơi với gia đình, sau đó cũng nhắn tin qua lại, nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được. Vuốt kiểu kỳ lắm. Còn kiểu mà con trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, dạ. Điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xuyên qua người có không? Có. Xuyên. Cái dòng mà chị nói em nghe, cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người. Rần nóng lên là lý do đó. Thiệt. Sao em không cảm nhận được đó là em không có tóc. Lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái đi bước chơi riêng, đi chơi riêng, rồi đi gia đình có... đi coi phim đồ này kia, rồi có ra mắt gia đình không, mà gia đình hai bên có chịu không? Dạ, lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi, rồi tại sao chú là hoạt động đoàn. Sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không? Có không? Nói chung là sau đó là đi làm công tác, sau đó mới rủ về nhà, thì rủ về nhà chơi, thì thời điểm đó là lúc đó có bố có mẹ rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi. Em cũng đi luôn thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó. Là ở nhà của em. Dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính đó, thấy không? Thiên thời địa lợi. Đó đúng không? Dạ. Là chỉ là nụ hôn thôi đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á nó điểm. Nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngộ lần đầu tiên nữa. Bởi vậy rồi sao? Nó tê tê đúng không? Dạ đúng. Rồi lúc đó hung là hung ngồi không? Hay đứng? Tại đứng là... Đứng đâu đứng đâu? Đứng là bị khòm xuống đúng không? Rồi sao nè? Rồi sau đó thì là... Nói chung là bên gia đình có biết... Bên gia đình của em á, biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy đó. Nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu, nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là ruột để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con á là nhà nó có khá không mà đòi quen. Đòi phải quen người nào phải có vật chất sau này mày mới sung sướng.
cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba mẹ sao? Rồi thì... lúc đó con biết điều đó không? Thì lúc đó là con cũng chung là bên gia đình vợ thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học thì bản thân cũng nói là để cho em đi học, thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Thì đúng rồi sao? Và em rồi sao? Cái con cũng làm liều luôn, quen cũng quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy con cũng bỏ đi. Con bỏ nhà. Bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đi đứa đâu? Là đúng rồi đó, đi đâu rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Ở chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi nhưng đâu? Em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Anh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ nhờ về với con vậy. Mà đi con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên cảm thấy anh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ, nói con vậy dạ dạ. Cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con con không, con đi không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi. Bạn còn rất là nhỏ. Và đã vậy bên gia đình bên bạn này lại không thích em nữa. Tại vì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Như công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, công việc rất ổn định. Tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia. Cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm. Nên bản thân thì cũng cố gắng nên mấy em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau. Đó, nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có, thời điểm đó là tháng 5, là lúc đó thời điểm tháng 5 thì đi tới tháng 5 thì gần Tết nữa thì em ăn Tết rồi sau đó qua tới tháng 5. Thì tháng 5 hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao? Về mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với... Có, mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi. Chứ nếu mà giờ không nói lòng được, đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ hay sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc mà. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ có. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là rồi. Nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Là lúc thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý nhưng mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới?
Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho làm đám cưới luôn. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không hai đứa? Cưới xong á thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai con? Dạ em bị bệnh. Con bị bệnh, bệnh gì? Dạ bao tử. Bị da dày. Rồi sao? Nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nói là phổi có vấn đề nên mới kêu là thôi điều trị phổi trước, rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Trong cái thời gian đó là điều trị phổi á, thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 là 2013 á, là đang ở nhà, nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi thì tự nhiên nghe tiếng tách nghe là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, là bị gì? Phải thủng, bị thủng bao tử. Trời ơi, nghe cái tách luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe luôn, luôn rồi tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết cái cơn rồi đau nó rất là. Anh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi ủa có chuyện gì vậy Đính? Thì nó hình như anh bị bể. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa? Đang dạ. Điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi dạ. Là đang điều trị nhưng mà đang điều trị phổi mà chưa sĩ... kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ chỉ bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì. À. Là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi đi bao tử đó. Chưa kịp. Đó. Chưa kịp là nó bỏ nó bể luôn. Rồi sao đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô giọng là giải phẫu liền đúng không? Dạ không. Trời 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó nói là bây giờ nếu mà mổ á 50 với 50. Rồi coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi. Trời ơi, mà lúc đó con mới có 1 tuổi rưỡi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có. Có chứ, phải giải phẫu chứ. Dạ. Tại mổ vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cái thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như nó giống như là nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương nó như là nó tức á rồi. Dạ đúng rồi, giống như bông bông mà bể tan nát. Rồi nghe mà. Dạ đúng. Nghe cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi vô là biết hết luôn. Là biết hết. Ừ. Lúc đó là em đi theo chồng nha. Dạ đúng rồi. Thôi em cái giấy mà em sợ. Cái giấy 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện. Coi như trông chờ và giống như nghĩ là phép màu. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó nghe cái đó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có kết ngày quả? Sau. Qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra. Còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên. Càng lo nữa. Dạ đúng rồi. Cứ sợ hoài mà gặp có mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc chưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Mà cho vô thăm á, trời thấy ảnh tội nghiệp, dây nhợ đeo tùm lum người á. Rồi chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Rồi lúc đó con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi. Không bà nội. Ở với bà nội. Rồi xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Ôi ôi. Rồi dạ. lúc khi mà lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ bao lâu thì con tỉnh? Khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà vợ vô là có cảm nhận được không? Dạ có, là biết hết. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua dạ. khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Dạ. Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Dạ, sức okay khỏe hết. Bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ dạ. nói sao? Dạ ổn, không có vấn đề. Ổn hết, thế xong cái bao tử là coi như là renew lại hết giá rồi đó. Là sao là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại. Dạ đúng rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít xỉn, không ăn nhiều được.
bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, bây sau này từ từ mới ăn cũng... Ừ. Cái tướng này mà đâu có ăn hết được. Rồi sau đó, rồi đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Khoảng 3 năm. 3 năm trời. Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không? Kiên cử thì nói chung là cũng kiên nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiên không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Em thấy giờ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1 tuổi rưỡi là ổng đi dính. Dính cái biến cố đúng không? Dạ. Rồi ổng dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Tại vì trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ổng bình phục lại đó là ổng vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh điếu, không sao đâu, không sao. Cứ kia. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Đứa thứ nhì. Trời ơi, cái quạt của hai vợ chồng. Súng đạn nó bể cái quạch luôn đó chị ơi. Ừ. nó bể cái ruột thôi chứ cái vụ kia đâu á, nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu. Hai phòng tù khác nhau mà đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Thôi không, vui không? Rồi giờ đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ không hiểu không? Ủa là trai gái là... Dạ hai bạn gái hết rồi. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, cũng tiền nuôi hơi khó khăn con cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần. Tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền mua sữa đi kia cái cha mẹ hai bên cho. Mên hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ rồi. Lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Dạ. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm, cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là rồi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Rồi sao? Sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn. Rồi con phải nghĩ là có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm là sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi hả? Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ. Phẫu rồi con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3-4 tháng cái mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đó phải không? Dạ. Trời ơi, sao xui dữ không biết nữa. À, quá vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ. Đúng, cho bây giờ cho, bỏ cho, tụi nó chắc tụi nó chết luôn á, sao giờ. Đúng không? Thôi nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua mà, cơn bị cực rồi đó. Dạ, bây đúng giờ tới hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ mà cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả, đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút mà. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đỡ ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhỏ bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá, tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á,
cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. À. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online rồi xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Hồi nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ vậy, trường mầm non. Vậy hả? Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần giận lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô kia chị ơi. Đáng lý là thiệt cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia cưng đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lồi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó, đó. Có không? Phải có tật xấu gì không? Chứ mà vợ cũng có tật xấu, phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu, nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu đó. Không phải tay yếu này, còn cái này là cứ đồ về là dục rồi đó. Rồi ai dọn? Chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó, thấy không? Bừa bộn. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có càm ràm bá không? Không. Có vừa làm vừa nói không á? Cũng ít rồi. Không đáng về kể làm đúng mệt rồi. Về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Ngồi ở nhà cũng, chăm cũng không còn sức để nói nữa thì mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Ngồi ở nhà hai đứa, hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? Chung em chăm nhiều nhất. Cho con tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay quên lắm cô. Hay quên hả? Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài là sanh hai đứa nữa cơ, bỏ luôn. Có cặp vợ chồng gì ông chồng nó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên là nhớ đúng. Hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng, đó vậy đó. Bà có gì không? Hay quên mà cứ không, nghĩ quên là quên luôn á. Cũng nhiều dồi luôn á. Dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại. Đó là mất tập trung á. Con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Thấy vậy thì thôi kệ, làm cho ảnh rồi chứ. Con quên cái con đang làm đúng không? Đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính là trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung là hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi, cô nói chuyện cô thấy thấy bé này thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, thật thà thiệt. Cô mà đến cô khóc lắm, cô nói con ơi cho cái mượn tiền quá kẹt rồi, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin. Dễ tin người. Thế là có bị ăn hiếp không? Có. Dễ quá rồi đúng không? Hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi kiểu trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Những lúc như vậy thì sao? Bởi vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á. Thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái Yeah. Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó là bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn tối ngày đem ly trà sữa về luôn. Năm nay 11 rồi. Đứa nhỏ nhiêu? Dạ, năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, lớn mạnh rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Chung là vợ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Thứ hai là ví dụ mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi, nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Nó là quá nặng luôn. Đó là quá luôn. Nó là hết thuốc rồi. Nó để cho chồng giữ luôn. Tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. À, đúng. Nó quên là đúng rồi. Không có nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng, cái đó ác lắm luôn. Mà cái đó vậy là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là hỏi chứ anh, em lấy giùm anh cái này nghe, ly nước, một ly nước đi, cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi, mà chồng nó
chưa hề có luôn đó. Em lấy rồi vậy đó. Là có cái dạ, nhiều lúc luôn nhớ mình đúng con sợ hay quên gì á, nhiều lúc con cãi báo thức biết à, tới giờ là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm con, tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, cái dòng mà đang ngủ mà 5 phút báo một lần, 3 phút không là khó ngủ. Quá trời chuyện cần nhớ, thành ra là cứ 5 phút nó báo. Không chết luôn á thiệt á. Mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài. Thì con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á, dạ, chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con lần. Ừ, nó rung là làm cái gì. Ôi chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa, không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó cô, cũng có đợt nó đi Đà Lạt cũng bị mất cái điện sao? Thoại đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ không. Nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói anh ơi điện thoại em đâu. Ô điện thoại em bỏ túi đâu, kiếm cuối cùng có, quay lại gần tiếng rưỡi. Ừ. Vị trí đó đi tiếng rưỡi còn nó chạy tiếng rưỡi con chạy quanh lúc lại đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô, cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát họ mới chặt nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu tật xấu khui đi. Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi à. Có là ai không? Thì anh cũng có quát là vậy thôi xong rồi. Để lại em nghĩ thôi cài nóng tính ra vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi anh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh ảnh chiều với vậy. Cho nên ảnh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Thế là con cũng biết nhiều cho con, dạ, con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho ảnh bực bội anh la lên thôi. Mỗi đúng lần à, cái chuyện đó coi như con lỡ tay, dạ, em lỡ tay rồi ảnh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán á? Có lúc nói xong không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán á? Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu, mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha, rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành á, quá hiền lành, với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác. Tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà, không có đúng kiểu như ờ đó. Có những người như vậy đó con, họ họ lành tính quá đi. Thành ra là bây giờ theo cô á, là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi. Còn nếu mà vợ con bị quên á, thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình, mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi. Chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ. Thế nên lúc mà mình nóng lên á, là càng quên nữa. Đúng càng lính quýnh lên, mất định hướng. Là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào. Thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một hay một cái vũ khí gì đó. Không, cái này là có thiệt nha. Có nghĩa là vô tình thôi. Em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó, em không kiềm chế được, em la lên một cái, cổ có bất ngờ quýnh quán, thì những cái vật mà cổ cầm trên tay nó có khả năng gây sát thương cho cổ, cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn. Thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ không phải chị có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài á, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh không biết làm một cái gì cả đó. Thì đó, ví dụ như rơi chẳng hạn, như mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau ví dụ vậy, hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn, đúng ví rồi vậy, cái hết đứt tay đó, cái bị đứt tay đó. Đó, tội nghiệp em, hiểu không? Em phải thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, mà không cho cầm dao. Không phải, thí dụ thì bếp là tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không cần cái kim bếp, cái kim bà đang giá đồ sáng vô tay bà, trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong thiệt. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách. Một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy á, bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc
Đúng đó em. Và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt. Tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh. Và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi. Cũng quá trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình. Cố gắng thương vợ nhiều hơn. Vợ xúc động lắm á. Nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á. Khóc mấy lần rồi đó. Đó. Thế lại là qua những cái biến cố. Những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn đó. Nó đã đến rồi đó, chứ không phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em nó phải khóc biết bao nhiêu. Phải đau lòng đó, sợ dữ lắm. Cho nên khi đã trải qua rồi, mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con. Đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ con cảm nhớ lời cô dặn nha. Nhớ nha. Đứa 8 rồi đúng dạ, không? Dạ lớn rồi. 1m8 với 1m rưỡi nghe chưa? Mình phải làm một cái mái nhà, mình phải làm một cái tùng cây bách đi. Có mái nhà rồi. Tại vì một đứa 11, một đứa 8. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nói gì nè. Đó là nghe là bà đứng kế bên. À, phải luôn là cây tùng cây bách vững chắc và yêu thương vợ nhiều hơn. Nghe, lặp lại một câu của chị Vân nãy là qua cơn bị cực tới thời thới lai. Và hy vọng là cái thời đó nó đang vận vào hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Rồi. Xin chào. Rồi. Okay.